Hello, mình chào cả nhà ha. Sang nhanh gọi chút xíu. Hôm nay Yến sẽ hát cho các bạn nghe bài khúc ca báo hiếu nhân ngày 8 tháng 5, là giống như ngày Vu Lan ở bên Hàn Quốc vậy đó. Chúc cho những người con xa xứ có một mùa Vu Lan vui, tuy là xa mẹ nhưng mà vẫn vui ha. Mời các bạn cùng nghe nha. Thời gian buổi sáng thì rất chị cho nên là đi làm không có thời gian nhiều,
mong giao lưu với mấy anh chị và các bạn sau ha. Cảm ơn.